Đi hành hương ở một ngôi đền cổ có lịch sử hơn cả trăm năm ở Johor Bahru, Malaysia sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đi với gia đình mình nha. Sự kiện sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ tối, khoảng 3 giờ rưỡi thì gia đình mình đã xuất phát đi rồi. Nhưng mà mọi người nhìn nè, khi đến đây á, thì là nghẹt cứng cả con đường luôn. Mình thấy là nhiều người đã parking, là đậu xe ở đằng xa và họ sẽ lội bộ vào bên trong ha. Thấy vậy thì gia đình mình cũng đậu xe ở một chỗ hơi xa một chút xíu. Mình sẽ đi vào bên trong và quay cho mọi người xem nha. Bên mình Việt Nam mình đi dí vài vậy đó mọi người, rất là đông người luôn. Mommy police. Police rất là đông người. Là khá đông người nhưng mọi thứ rất là trật tự luôn, mọi người biết sao không? Vì khi mình cúng ấy, thì mọi người sẽ xếp thành một hàng như thế này. Đây là một đặc sản mà mình rất tự hào ở Malaysia, là mọi người xếp hàng rất là ngăn nắp và không có sự chen lấn. Mọi người sẽ xếp hàng và từng người sẽ vào dâng hương ha. Ở đây thì mình nghe nói khúc này á, là mọi người dâng hương á, thì cái hương nó bị cong lại mọi người và nó cháy luôn. Nghe người dân ở đây nói á, thì như vậy là các vị thần đã nghe và chứng giám lời cầu nguyện của mình rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình xin ít lọc và ra bên ngoài khám phá khu ẩm thực nha. Hai bên đường thì sẽ bán rất nhiều các đồ ăn vặt ha, vì lễ hội sẽ được diễn ra trong vòng 4 ngày. Bây giờ thì mình sẽ xem có bán gì nha. Ở đây thì người ta sẽ có bán là các đồ chiên mà mình sẽ xốc với lại trứng muối á. Nhìn rất là hấp dẫn. Còn đây là khu trà sữa nè. Và một đặc sản ở Malaysia mà mọi người đi du lịch nên thử, đó là phở xào của Malaysia ha. Qua bên này mua hai chai nước cho dân với chuyên nhện xong rồi thì ba cha con sẽ đi kiếm chỗ ngồi. Còn mình thì sẽ đi dạo một vòng xem có gì mua không nha. Ở Malaysia cái này gọi là lô lô, còn ở Việt Nam thì gọi là cá viên chiên. Nhưng mà không chỉ có một cách chế biến là chiên lên đâu nha. Sau khi mà mình chọn những món mình thích thì mình có thể là trần qua nước sôi, nướng lên hoặc là chiên lên nha. Sau khi mà vật vã lả tả mồ hôi với cái nắng oi bức như thế này thì cuối cùng mình cũng đã mua được một số đồ ăn cho ăn với chuyên dẫn rồi nè. Còn rất là nhiều quầy khác nhưng mà mình không chen chân vào được mọi người ơi, vì bây giờ là càng ngày càng đông người rồi. Bây giờ sẽ là tiết mục review đồ ăn, có gì ăn nấy, có sao nói vậy, có ngon nói ngon, không ngon nói không ngon, không ăn thì đói mà ăn thì no, ăn ít thì ngon mà ăn nhiều thì ngán. Đúng nhận sai cấm cãi. Đúng sai thì mình không biết, thì tùy khẩu vị mọi người. Nhưng mà đối với mình á, thì cà phê luôn là chân ái, lúc nào cũng sẽ chuẩn bị sẵn một cái bình như thế này. Bây giờ thì cũng khoảng là 6 giờ rưỡi rồi, mọi người sẽ chuẩn bị vào bên trong và tiến hành lễ ha. Gian với chuyên giảng á, tự nhiên trở thành người mẫu ngang xương luôn mọi người. Vì ở đây sẽ có rất là nhiều các phóng viên nè, rồi nhiếp ảnh gia sẽ lại đây chụp hình ha mọi người. Tự nhiên cái thấy chuyên giảng cô này nói là cho cô chụp được vài tấm được không, thế là tạo đủ kiểu hết trơn á mọi người, cưng ghê luôn á. Bây giờ thì mọi người sẽ vào bên trong và chuẩn bị tiến hành lễ nè mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
请你们降下来。Thì người dân ở đây sẽ rước các vị thần ra diễu hành xung quanh khu vực thành phố Johor Bahru ha mọi người. Lúc này đi ra là rất là đông người luôn, phải nói là đông nghẹt hết người luôn. Nhưng mà khi mà mọi người ra khỏi đền á thì mọi người có thể đi dọc theo cùng với đoàn diễu hành, còn không á thì mình có thể quay lại ha, do là mình có con nhỏ. Nhưng mà cái lễ rước á thì sẽ diễn ra đến sáng luôn á, nên á là mình sẽ quay lại. Và hai bạn nhỏ vẫn chưa chịu về, thấy hàng kẹo này là mua, mình cũng mua thêm một chút đồ ăn đặng lót dạ. Bây giờ này cũng đã khuya rồi nè, xem video mà không biết mọi người có để ý cái điều gì nó hơi lạ lạ không. Và đây, chính nó đây, từ sáng đến giờ mình mặc áo ngược mọi người ơi. Oh my god it. Coi như là mọi người chưa thấy gì nha, bởi ta nói sáng giờ cứ tưởng mình đẹp không à, cứ đi đâu ai cũng nhìn hết trơn. Oh my god, bye bye.